Hello các bác nhá. Em đang ngồi em soạn ít cái đồ nữ trang trang sức. Thì nhân tiện em đang soạn ra là em sẽ soạn cái mặt hàng bông tai trước. Đây, thì em sẽ cho các bác xem rất là nhiều. Em quay cái tai của em đi. Đôi bông tai rất là đẹp. Đây. Mẫu nha. Mẫu. Đây. Đẹp không? Quay nghiêng. Ấy giời ơi, có thấy đẹp không? Đẹp không? Biết là độc lạ rồi, toàn hàng kịch độc các bác nhé. Những cái hàng này đảm bảo các bác mua trên thị trường không có, không bao giờ đụng hàng. Đố các bác đi ngoài thị trường mà đụng hàng thì các bác nhìn đôi này, đôi này nãy bà lấy mà không lấy nữa à? Ít thôi, chồng nói thôi vợ. Lấy bằng nào lại đây, em quay gần cho các bác xem nhìn được không? Úi giời ơi, đẹp đảm bảo không đụng hàng luôn. Em sẽ không có giá trên livestream nhé. Nói chung là trên video nhé. Giá thì nó cũng rẻ thôi. Bác nào cần mua cái nào thì gọi điện qua video, qua Zalo. Nhiều đồ lắm. Gọi qua Zalo cho em. Xong rồi hôm qua một vài món thì em sẽ báo giá tổng thể cho. Chứ còn nhiều cái thì nó chỉ có vài chục nghìn một đôi thôi. Có những cái đặc sắc hơn thì có thể... Nói chung là xịn lắm đến 200 quay đầu. Còn không thì vài chục đến 100 nghìn thôi. Đây các bác nhìn không ạ? Cái này mà để kẹp áo này, các bác nhìn không? Úi giời ơi. Cái này thì em nói các bác là không bao giờ đi đâu mà đụng hàng được. Một cái kẹp áo nó đẹp như thế này. Đính đá này. Úi giời, sao nó đẹp này. Dã man. Đây. Đôi bông tai. Ôi. Đôi bông tai này mất một chiếc, nó mất một viên đá rồi các bác. Này, phí quá nhỉ. Đôi bông tai đẹp này mất một viên đá rồi. Đây giờ em để ý đấy. Lỗi. Đây, đôi này các bác nhìn này. Đá nó đính không? Nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy không ạ? Này thì làm gì mà có đụng hàng ở chỗ nào? Này của em bên này kim cương ấy. Không, đưa đôi đấy xem nào. Đây. Đôi này cũng vậy này các bác này. Cái đá màu hồng nổi kinh khủng. Này thì đảm bảo không bao giờ đụng hàng đâu. Đưa đôi màu hồng xem nào. Đây, các bác nhìn thấy không ạ? Mà nhìn nó vậy nhá, lên mặt nó cực kỳ luôn. Bác làm đi buổi tối là nó kinh khủng luôn. Nó lại lóng lánh quá. Để che đằng sau đã, không có nó bắt cái này đằng sau và nó lại mờ cái này. Đẹp không? Thôi này, trả vợ này. Này. Đồ đấy vợ em xí rồi. Nhìn óng ánh nhỉ, nhìn ngoài nó óng ánh ấy, đây này, đồ này cũng đẹp này các bác này. Không, cái này có cả mã số luôn nhá. Dior à vợ? Dior à? Hãng cũng nổi tiếng phết này các bác này. Dior. Cái này tròn tròn như kiểu hạt ngọc thôi. Chất liệu nó bằng cái gì thì em không rõ. Đây, đôi này nữa còn độc lạ nữa này các bác này. Cái này là một cái hình như kiểu cái hình dương châu báu bên trong đánh đính bên kim cương. Đấy, bác nào mua về làm đựng châu báu mà. Dầu hết. Nhìn thấy không? Dùng những cái này thì làm gì có đụng hàng với ai được. Đấy. Có giá ưu đãi cho các anh trai mua về tặng vợ nha. Mua những cái này về định vợ thì không bao giờ đụng hàng. Đây, cặp đá này nữa này các bác này, đẹp chưa? Làm gì có đụng hàng ở đâu. Như cái này thì nó lại có một chiếc, không biết là cái này là cài áo hay đeo tai em chả rõ nữa. Này, cái này này. Đeo tai. Nhưng mà không, cái này không. Thì cái áo. Cái áo à? Ừ, cái này. Đấy thì tìm thấy có một bên thôi. Đây. Hoặc là cặp này. Đây nó có cái này nhìn không? Nhấc này ra này. Các bác nhìn không? Không cho cái này kim ra. Đấy, hình bông hoa. Đó, những cái này thì chả đáng bao nhiêu tiền đâu mà. Nói chung là có một vài những cái nó đặc sắc lắm thì nó sẽ đắt hơn cái này cái áo à. Nó có cái kim kìa nhìn cái này. Cái áo nhìn hoa đẹp không? Bằng đá nhá. Đấy. Cài nó vào. Không. Này, lại cài vào đi. Không biết dùng à? Không. Úi giời, cái này hoa cũng đẹp này các bác này. Bằng đá đấy. Đá hay là thủy tinh hay là cái gì thì em không rõ đâu. Nhưng mà em chỉ biết là nhìn nó đẹp. Trang sức xi nhật. Đây, cặp này cũng đẹp này các bác này. Đấy, nó này. Bạn xinh chưa? Bê. Cái này đẹp này. Nổi luôn. Đây, cặp này nữa. Úi giời ơi, các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy không? Đã ông ánh chưa? Ông ánh độc nhá. Úi giời. Cái này mà đưa cho nhà đại gia nào đeo thì người ta bảo kim cương thật. Ủa đồ này chưa giới thiệu nhỉ? Ừ. Đây này. Úi giời, các bác nhìn này. Này có một
một bên cái thôi, mà nhiều người bạn đeo cũng một cái đúng không? Đây, đeo cái có những cái thì nó chỉ có một cái thì em bán một bên. Phải đọc, đọc chưa? Cái nào nó có cả cặp thì đi một thì bán một cặp. Đẹp nhờ? Ừ. Đây, cặp này. Đó. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ alo em. Đây đôi này thì mừng gốm này. Đấy. Đây mừng gốm. Đây, cái bằng titan này này. Chả biết đấy cái bằng gì. Đây, cái thắt lưng, anh thắt lưng của nữ sao? Nhiều đồ. Nhiều đồ hay lắm. Ui, nó cứ lẻ. Lẻ loài gì đâu hết. À đây, cái đồng hồ luôn này có gì này. Đồng hồ VIP chưa? Cái này thì nó có một cái khuyết điểm một chút là mất một viên đá ở đây. Mất viên đá, mặt đính đá xung quanh. Cái vòng này cũng bằng đá. Đây này, đá. Này nó cố định nhé. Tức là nó chỉ có một cỡ này thôi, mình không thể thu ngắn lại được. Đồng hồ vẫn chạy ok. Chống nước hay không thì em không biết rõ nhé. Đấy, chủ yếu là bán đá thôi. Chứ không cần bán đồng hồ. Ôi sao cái dây nào đứt rơi lung tung ở đây này. Hai bên. Ừ, cái này chỉ biết bằng cái gì luôn này các bác này. Này, đá lung tung beo, cái này đeo cổ tay. Đeo cái gì cơ? Này không cho ai đến chọn nữa, không bới lung tung hỏng hết. Ừ. Cái này nữa này các bác này. Bán là mình bán. Cái này đeo cổ tay chắc. Nhìn đẹp không? Này không sử dụng nữa, đẹp cái này, giống nói chung là những cái đồ này ấy, đọc lạ chưa cả nhà, sẽ không đụng hàng vai đâu. Đây một đôi bông tai này, một cái bông tai này các bạn này, đẹp thế nhỉ. Đây nhiều lắm, nó còn cả hơn chục khay cơ. Em bây giờ em ngồi đây nữa này. Này em lại ngồi em lọc ra được một ít này. Cái này là cái gì nhỉ? Đó, cái này là cái gì của nữ nhỉ? Cái này là cái áo của nữ. Ừ. Có ai không tìm xong một cái nữa. Nhẫn thì nó rẻ bèo mà, nhẫn đeo tay. Cái tóc đâu. Cái này. Đúng rồi, em xem cái này, khay này là cái gì nào. Rồi, các bác nhìn có thấy mê không? Chả đáng bao nhiêu tiền đâu mà. Cái này là cái vỏ đồng hồ. Ôi, cũng mất một viên đá đây rồi. Thôi, cái này loại ra. Mất một viên đá rồi. Đây, cho các bác xem mấy cái này. Cái này để cài lên áo lên ngực này các bác này, cũng bằng hoa, rất là đẹp. Cái này thì xấu rồi. Này, cặp tóc, ui xồ ôi. Mấy cặp tóc đẹp chưa? Mọi ơi. Cặp tóc đẹp chưa? Này. Ui xồ. Đẹp nhờ. Này các bác này. Ừ, trời. Đẹp thế. Cái này giống như là ngọc. Đá này nó còn nguyên không mất viên nào nhá. Cái miếng ở dưới này như ngọc luôn nhá. Đây nữa này. Okay. Nói chung là cái này không biết là nó mạ hay là nó xi kiểu gì nhưng em thấy là vẫn chưa bạc, nó còn rất là giống màu vàng. Cái này phù hợp với các bà các mẹ này, đẹp ơi là đẹp này. Rồi đẹp chưa? Trẻ xinh gái là cũng cứ bỏ đây đã. Ừ, đây. Đây này dây gì đây? Dây giống như dây đấy, dây cái áo rồi này. Đây này, dây gì thì bỏ đây đã. Mai tính sau. Cái này mình cũng tém cái. Để em xem đây nó là cái gì nhá. Cái này là hoa tai rồi, thấy có một bên. Túi này, mai bóc sau. Bóc cái nào bên ngoài trước đã. Cái này để em gì? Nó lại kiểu này để em gì? Đâu? Nó cái gì nhỉ? Cái này để đeo vào đâu vợ? Cái này chắc là tôi đeo vào ấy. Được chưa? Xem mất viên đá nào không nào? Đây. Ừ, cái này cũng mất 1-2 viên đá các bạn. Nó làm như kiểu chai nước hoa. Nó làm như kiểu chai nước hoa. Không, cái này chắc đeo túi sách thôi. Túi sách nó khóa. Đeo túi sách. Đó, mất 1-2 viên đá. Thế. Cái áo đẹp chưa này? Mất đi cái độ hoàn thiện của nó. Đẹp, cái này cũng đẹp nhưng mà mất 1-2 viên đá rồi. Này có cái đôi nào có cái này không? Phí quá, cứ bỏ lại đã. Đâu? Có. Có cái giống như thế. Cái này cũng là hoa tai. Nhưng mà cái này thì không còn được đẹp lắm. Cái này giống của bên Ai Cập. Ừ. Nhìn cái hoa văn giống bên Ai Cập. Còn mấy cái dây này chắc là dây để đeo vào túi sách rồi các bạn. Cái này vứt ra ngoài đường chắc khối bác tưởng vàng. Được lạ. Khối bác tưởng vàng thật. Cái áo của con mèo anh ơi.
độc lạ chưa, giống như con mèo trong cái phim. Đây là con mèo này. Này này, có bác nào cài vào người cũng đẹp này. Này. Đẹp không? Hình con mèo. Ở đây như cái nãy giống cái đôi này, cái nãy có một cái này. Ừ, nãy có một cái giống như này. Nhiều mà, nó đi theo bộ nó đấy, về nhiều cứ vất lung ta lung tung. Có không? Cứ bỏ riêng vào một chỗ đi, mai tìm xong để quay cái chỗ này đã. Đây, cái này thì các bác đeo lên người thì cũng khá là đẹp, khá là nổi này các bác này. Một tay đẹp chưa này? Em chả biết là cái biểu tượng gì luôn. Các bác nhìn không? Đấy. Cái này thì bác nào có cái túi sách màu trắng hoặc màu đen ấy, các bác đeo cái này vào cái túi sách thì các bác đảm bảo nổi. Không đụng hàng, không đâu có. Cái gì muốn lấy vậy? Cái này đeo tay nhé các bác nha, đeo cổ tay. Đeo vòng tay. Đeo cổ đeo đẹp tay. Luôn. Dã man. Người đeo cổ đẹp chưa? Đẹp nhờ. Ê, bác nào mà mặc váy nhá, rất là phù hợp luôn. Mấy cái váy mà này. Cổ xuân xuân thì đeo. Cái này đeo cổ nhá. Nó cũng bằng đá sao ấy? Đẹp lắm. Thật sự đẹp luôn, đảm bảo mà mặc váy. Nhìn nó ngoánh không? Các bác nhìn nó ngoánh không? Không hiểu nó làm bằng chất liệu gì. Cái đổ dồn cái đấy vào cái khay kia, nên đưa một cái khay để đựng cái này nào. Đổ dồn cái khay kia vào cái đấy. Đổ nhẹ nhẹ thôi cũng nó dối. Rồi đây. Đây, còn có ngọc trong chị nào thích này. Cái này tay nó bác nào phải to thì mới đeo được nhé. Đấy. Đây cái này nữa này các bác này. Cái này chắc cũng kẹp vào ngực thôi. Cái áo con này là con gì đây? Con gì đấy nhỉ? Con đây, con mèo. Con mèo, con tí hữu. Đây là con gì? Bác nào xem hộ em là con gì cái? Thân này là bằng đá. Đấy, mắt, mũi là cũng bằng đá, cổ bằng đá. Thân này thì bằng chất liệu gì em không rõ. Đẹp không? Có kim băng nhá, cài ngực. Đấy, hoặc cài vào túi sách. Cái áo. Đó. Này. Cái áo bằng hình chiếc lá. Ở cái này mất mấy viên đá rồi. Nó có mấy viên đá đây mất chưa? Rồi. Anh, cái áo đẹp chưa? Ừ, này nữa. Cái áo. Ít đá, không nổi mấy. Ôi, ôi, đây là một cái cặp nữa này các bác này. Những cái cặp này nó hơi bạc màu một chút rồi. Mặc váy, mặc cái đeo này đẹp lắm này. Đây. Ôi, trên đây còn đính đá nữa này. Các bác nhìn kỳ công không? Cái này mình lá chim bắt được cái bầm nữa nhỉ? Kỳ công không các bác? Các bác nhìn thấy có kỳ công không? Ôi rồi. Ba di à, này là ba di à? Không. Không phải nhỉ? Ừ. Paris đúng không? Paris nước Ý không? Paris Pháp. À quên, Pháp quên. Các bác ơi. Cái áo hình cái ly mất mấy viên đá mất rồi. Phí nhỉ? Cái này chị làm váy này. Đeo vào này. Cặp áo nữa này. Cái này thì cặp vạt thôi. Bác nào cặp vạt biểu tượng này của cái gì nhỉ? Đeo cổ độc lạ nha. Các bác tự xem biểu tượng nước gì nhỉ? Đấy. Có độc lạ chưa? Ui giời ơi. Độc lạ nhỉ? Cái chất liệu dây ấy, cái này em cầm nó nhẹ lắm. Các bác nhá. Còn cái chất liệu nó bằng cái gì thì em không rõ. Còn cái này cầm nhẹ này chắc là hạt nhựa hay hạt gỗ em không rõ đâu. Cái này giống như đấy. Gỗ. Tại vì bán thì nó cũng rẻ bèo mà. Cái vòng cái này là vòng gì đẹp thế này mà. Đây, cái này cũng đẹp. Chùm 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 luôn. Nó lại ra một đây, chùm cái này vậy. Cái tài của em thêm một cái nữa này em tìm này. Ừ. Cái này thì đeo kiểu gì? Nó lại dài kiểu này. Này đeo cổ này các bác ơi. Ui cái này đeo cổ thì nhưng mà cái khóa kiểu gì ta? Ừ. Đảm bảo không đụng hàng với ai. Cái này là cái cài áo nhá. Đẹp độc lạ luôn này. Có cái phòng này mình để vào trong này. Ôi vòng tay này đẹp này. Tay đẹp chưa này? Nghe đeo tay đẹp nhá. Tay này dành cho ai nhỏ này. Nhìn thế thôi nhá. Em đảm bảo đeo tay nổi nha. Chị nào mà tay trắng thì nổi cực kỳ luôn. Đơn giản mà đẹp. Anh để cái này bằng đồng đẹp nhỉ? Nó dối bố cái này với dây bé tí mà dối. Được rồi. Cái này thì em chả biết đeo kiểu gì luôn. Này vợ thằng mình có lá chim vẫn là vòng nhỉ? Tại vì con thằng đẹp này. Bác chị nào có điều kiện thì hốt phát cả mớ luôn. Chả đáng bao nhiêu tiền. Cả một mớ chỗ này của em cũng khá nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6 khay nhẫn.
có một khay thì nó mặt đá, còn mấy cái kia thì mặt nó là nhẫn một khay xịn thôi, một vài khay rẻ tiền thôi. Rồi vòng hột bột, dây chuyền đeo cổ, rồi bông tai các thể loại luôn. Cái đống này là năm ngoái Covid rảnh quá em mua hàng đấu giá bên Nhật về, em định là em bán tiếp nhưng mà hết Covid rồi em lại bán hàng khác các bác nhé. Còn toàn bộ chỗ này này, như năm ngoái em mua là nó vào khoảng tầm độ hơn chục triệu, đến khoảng như nó khoảng 12 triệu gì đấy. Đó. Nay em rảnh mới bắt đầu lôi ra. Cái này hình cái muỗm. Tuy bán 50 một món thôi nhưng mà cái số lượng tính thì nó nhiều lắm các bạn. Ví dụ các bác 10 món nó đã 5-700 nghìn rồi. Đấy là những cái gọi là cái bình, còn có những con nó đẹp thì có khi mình bán 1-200 là chuyện bình thường. Này, ui cái này bằng đồng luôn coi. Đeo cái gì vậy, cái này bằng đồng cái này. Đồng đặc luôn nhá, cứng lắm. Ui em bóp vào không được luôn. Em bóp không được luôn. Đây em quay cái đống mai quay sau đi. Chân mới quay đang đứng yên rồi. Thì các bác nào mà mua được cả thì mua, hoặc là mua nhiều thì em dễ thì em cứ bốc một mớ cho các bác, nên có những cái gì thì về các bác ấy thì nó rất là dễ. Còn các bác mua nhỏ thì rõ ràng nó phải đắt hơn rồi. Cái này đeo cổ rất là đẹp các bác này, đẹp không? Đa phần nó dùng được hết đấy. Có những cái nó hỏng cái khuy, hỏng cái khóa thì về mình xử lý, mình chế thôi. Ô cái này mình nhẫn nè. Mặt đẹp nhưng mà cái khong này nó hơi xấu rồi. Đây một cái hoa tai. Này, hoa tai đẹp chưa? Các bác nhìn. Đó. Cái này là ghim cái áo hình con gì đây các bác? Con gì bộ cánh cam này. Rất đẹp. Đấy, cái này là hình cái đèn lồng. Tắt điện thoại lên phát. Nhiều lắm các bạn. Trông nó vậy thôi nhưng mà nhặt ra nó nhiều cái lắm. Đây là cái đầu con sư tử. Cài khuy hay cài móc gì đấy. Đầu con sư tử. Cái tay vào cái đầu nhọn, đau quá. Cái này chắc là còn viên đá bị mất rồi các bạn. Đây này, nó nhiều các cái dây như này nó dối vào nhau rồi các bạn. Cái này đeo kiểu gì nó lại buộc chùm vào như thế này. Ui, cái hoa tai đẹp chưa? Các bác nhìn thấy không? Ừ. Không, các bác thấy nó gọn không ánh không? Đây, cái dây này nó lại chùm chùm như thế này thì làm kiểu gì các bác này? Cái này chắc là thời trang thôi, gỡ ra mình đeo bên hông ấy các bác, nhìn thấy không? Các gì vàng không? Đấy, đây nó có hai cái chùm móc như thế này cài vào, hoặc là đeo cổ cũng được. Còn cái dây xích này to này. Này để làm gì các bác? Cái này chắc là đeo như kiểu thay dây thắt lưng à? Ừ. Cầm nặng thế, không biết một cái gì. Em xem mấy cái nào nó lạ như gần. Cái này nhiều khi đối với em cái chỗ này nó cũng chả quan trọng. Nhiều khi so với mặt hàng to thì nó chỉ bằng một vài món đồ thôi. Cũng có khi hôm nào vui vui thì lại lôi ra livestream tặng quà cho các bác. Nhưng mà lâu lâu tặng dần thôi, để lấy tương tác thôi. Nhưng không thể nào tặng phát hết luôn được. Còn bác nào mà mua hết thì em cũng bán luôn nhá. Mai mốt thích thì em lại lấy về vài lô khác. Tại vì nhà em đấu giá được mà, em mua trực tiếp được mà.
Năm ngoái em tính là em làm sang cái mảng này nhiều, nhưng mà sau năm nay bận không có thời gian. Cái này đeo kiểu gì đấy không biết này. Có chữ gì đây? Cái này từ 30/8/2012. Này chắc bằng đồng. Em đoán cái này chắc bằng đồng. Trời, bới còn cái gì không? Ngại gỡ quá. Cái này cũng là một đôi bông tai. Bỏ ra đây đã. Nhiều bông tai lắm các bạn. Đây này, bông tai này. Đấy, toàn bông tai, nhiều bông tai lắm. Đây, úi giời, đẹp chưa? Mới nó rơi kiểu ở cái nào ra này. Đây. Úi giời ơi, độc lạ. Hả? Thì vẫn có mà, có nhìn độc lạ không? Cái này nó đan bằng hột đá, đẹp không? Úi giời. Ngày nào cho có mấy nghìn Covid. Cái này đeo kiểu gì? Không bác. À đây 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 đây. À cái này đeo tai nhá các bác nhá. Đây. Vặn vào tai nhá, một chùm luôn. To quá nhỉ, to bỏ đây đi. Chờ tí. Giới thiệu nốt tí còn. Xem có gì lạ lạ được độc nữa không à. Cài đẹp không? Úi giời. Các bác nhìn nó làm. Nó chỉ là một cái cặp tóc đơn giản thôi, nhưng các bác nhìn nó đính đá rất là kỳ công nhé. Em nghĩ là cái tiền công nó làm ra nhiều khi nó còn hơn cả cái tiền nguyên vật liệu như đừng có nói. Quá là kỳ công. Bé tí tí. Hoa tai này. Đấy. Rồi, bỏ này lại đã nhá. Xem cái khay khác. Ôi cái dây hột bột nào đứt mẹ cái dây mất rồi. Đây này, cái dây này có này. Vòng to có như vòng kim cô này đứt bố mất rồi. Rơi lung tung này. Không, lúc nó mới về nó cũng không bị đứt vậy đâu. Ôi. Này bằng đá nha các bác nha. Đá mà nó lại quấn như kiểu là cái dây như thế này để làm gì? Này. Đá hột viên bé tí xíu này, dây dài chứ. Dây này phải dài cả 1 mét. Dây này thì làm gì vợ? Dây này. Đây để làm gì? Bằng đá. Trời. Để làm được cái dây như này thì các bác nhìn này. Em xem nó bao nhiêu sợi này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 sợi. Nó bắt đầu nó bện vào như thế này. Dài không? Dài phải 1 mét. Chắc phải làm dưới thắt lưng của nữ. Thắt lưng của nữ á? Ừ. Buộc à? Ừ. Này các bác này. Kỳ công không? Này. Này thì các bác đi mua tìm khắp đất nước Việt Nam. Chả chỗ nào có luôn. Thật luôn. Dây này thì đeo tay. À hai cái à? Hai cái coi nhá. Này. Toàn đá. Hoặc bác nào thích to thì đeo chập vào như thế này đeo. Úi giời ôi. Ô cái này nó bằng 500 nữa sao nó hít này các bác này. Đen đen này này. Đen đen này như kiểu 500. Đây em quay gần cho các bác nhìn để các bác nhìn cái họa tiết nó làm nhá. Các bác nhìn thấy nó làm kỳ công không? Ừ. Dã man. Nè luôn đấy. Nhật. Này là hoa tai. Hoa tai. Này chắc đeo cổ gì đấy thôi. Này cũng bằng cái đeo cổ. Cái này dài dài này thì chả biết đeo gì.
nhưng mà cũng phải nói là đẹp. Cái này giống cái thì nãy này. Đấy, chập vào là hẳn 3 cái luôn. Bác nào đeo cái này chơi hẳn 3 cái đi. Này vòng gì đây? Ôi. Cái hột hột này nhìn nó cũng xịn phết nha các bác nha. Nhưng mà cái này thì không phải bằng đá này. Nhựa hay là gỗ kiểu gì em không rõ đâu. Thì vì em cảm thấy nó nhẹ lắm. Không giãn. Này chả nhẽ này cầm niệm chú à. Đây, đôi hoa tai này nó bỏ thấy bỏ riêng trong này cho các bác xem đôi hoa tai làm bằng cái gì đây. Ấy chà chà. Đồ này thì đeo hơi nặng tai. Bác nào chưa đăng ký kênh thì tí ra ấn đăng ký ủng hộ em Phát nhá. Anh quay video thôi, quên là máy em sắp hết mẹ pin mất rồi. À, lấy máy anh đăng được mà. Ừ, nhưng mà nó 20 mấy phút vậy thì máy em sao mà đăng nổi. 20 phút à? Ừ, cắt ra. Ôi, giày đẹp chưa? Ôi, này. Này đeo kiểu gì? Dây dài này đeo kiểu gì? Dây dài này đeo hiến rốn à? Các bác nhìn này, các bác nhìn không ạ? Này em cho các bác xem nhìn cái loại này. Nó kỳ công tới cái mức này. Làm đá xung quanh cái khòng này. Rất nhiều ngọc trai. Ôi giời kỳ công chưa này. Đâu, ngọc trai đâu. Cái này cầm nặng nhỉ? Ừ. Cái này thì nói thật các bác là em không biết là ngọc thật hay ngọc giả hay là bằng nhựa, bằng đá, bằng cái gì thì em không biết đâu nhá. Nó hồng đẹp này. Đấy, đây. Thi thoảng nó đính cho cái viên đá vào đây. Đấy, thi thoảng đính cho cái viên đá vào. Nhưng mà em nghĩ chắc không phải ngọc trai đâu. Trai thì làm gì mà bên kia nó cho ra nó bán theo lô như thế này được. Chả biết nữa, một trai nhân tạo. Cái này rất là khôn mà nhìn nó nặng thần, nó nặng nặng đẹp đẹp mà chứ không nói hơi nói. Nói chung là em thấy nó dùng qua bao nhiêu lâu rồi mà em thấy cái viên ngọc này nó không bị, thiết là nó không bị phai màu. Tức là cái hột này nó không bị phai màu. Cái thứ hai nhìn những cái đá ở đây này, nó làm rất là óng ánh, rất là đẹp. Yeah. Đó, đây còn một vài chỗ bẩn này thì lau nó đi thôi. Đấy, cái này là bẩn nó dính cái băng dính mà. Cái này rất là đẹp luôn này. Đấy không? Đẹp nhỉ? Ừ, cái này tí đã lấy rồi. Cặp tóc bằng da. Đấy, có nhìn không? Da nó làm thành chùm luôn. Đấy. Bông hoa. Toàn hàng đỉnh cao thôi. Cái này đeo cổ này các bác này. Có mấy viên đá đeo cổ hãng còn mới nguyên này đã ấy đâu. Đã cắt tem rồi đâu. Đã đeo đâu. Cái này để làm gì mà nó lại làm kiểu này. Xóa cái gì vào. Các bác nhìn này. Này. Đấy, toàn hột đá mà nó thiết kế nó đan như thế này. Này đeo vào tay thì làm sao mà vừa. À, tay bác nào to, ngón tay to là đeo là cũng được đấy. Đây này, bằng dây chun mà. Đây, bác nào pháp sư chơi cái này cho em. Ừ. Cái này nó chắc bằng đồng sao. Cái này mà làm dây vàng thì đẳng cấp. Ừ. Đeo vào đi lùng la lùng lĩnh luôn này. Đấy không? Kỳ công chưa? Các bác nhìn này. Cái hột nó làm kỳ công không? Đây, giới thiệu nốt cái này mà em đi ngủ nhá, điện thoại cũng hết pin luôn rồi. Thôi, lúc nào phải ngồi gỡ này ra thôi, rối hết rồi. Rối hết. Đấy. Ừ. Thôi. Thank you các bác nha.
Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em phát. Còn bác nào muốn mua cái nào thì cứ kết bạn qua Zalo, số điện thoại 0378 594256, gọi video trực tiếp, chọn những cái nào. Đấy. Không, bác gọi qua số của vợ em đi nha, gọi qua số của vợ em là 0328724027. Tí nữa em sẽ để số điện thoại của vợ em ở cái phần mô tả luôn nhá. Các bác kết bạn qua Zalo thông gọi video trực tiếp và em bán cho. Bác nào mua thì cứ chọn nhiều nhiều một chút nhá, tính tiền cho nó dễ nhá. Chứ chọn 1-2 món thì 5-70-100 thì em không ship đâu. Đấy, cứ mua làm sao mà 300-400 nghìn gì đấy về các bác đeo vài năm, đeo dần, ai thích thì đến lại kỷ niệm cho người ta. Đấy cho nó dễ. Còn bác nào mà mua theo theo khay hoặc là mua một nửa bên này hoặc mua cả thì gọi cho em. Đấy. Không gọi cho bé. Ok các bác nhá. Thank you các bác. Chào cả nhà. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em với nhá.